Bộ Ngoại giao thông tin về vụ sinh viên Việt bị lừa bán dâm ở Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết đã nắm thông tin về 3 phụ nữ Việt Nam lao động trái phép tại Đài Loan. Cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng bảo hộ công dân. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trả lời phóng viên ngày 29 tháng 12, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Văn phòng Kinh tế, Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và được biết ngày 5 tháng 12. Cảnh sát Đài Bắc phát hiện 3 trường hợp phụ nữ Việt Nam lao động và cư trú bất hợp pháp. Văn phòng Kinh tế, Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã thực hiện các biện pháp bảo hộ đối với những phụ nữ này, bà Hằng cho hay. Theo bà Hằng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự, Văn phòng Kinh tế, Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Trước đó, theo Taiwan News, một trường đại học khoa học và công nghệ ở thành phố Đào Viên gần đây phản ánh thông tin 12 sinh viên Việt Nam của trường đột nhiên biến mất khỏi ký túc xá. Sau khi tìm kiếm, cảnh sát phát hiện họ đã trở thành gái mại dâm trong một căn hộ thuê trên đường Linson No ở quận Trung Sơn của thành phố Đài Bắc. Ba nữ sinh đã được giải cứu, song hiện vẫn chưa rõ tung tích của 9 người còn lại, TVBS đưa tin. Trong những năm gần đây, các đường dây buôn bán tình dục đã lừa gạt các phụ nữ trẻ từ Đông Nam Á dưới chiêu bài du học tại các đại học Đài Loan. Tuy nhiên, họ sau đó đã bị đưa đến các tiệm massage và khu nhà cho thuê để hoạt động mại dâm. Vào tháng 10, cảnh sát nhận được tin báo có các đường dây gái gọi tại những khu nhà cho thuê trên đường Linson No và đường Bắc Xin Seng ở Đài Bắc. Tuy nhiên, cảnh sát ban đầu gặp khó khăn trong việc xác định chính xác các địa điểm này trước sự cảnh giác của các băng đảng. Cảnh sát cuối cùng đã có thể xác định vị trí của một trong những địa điểm này và tìm thấy 3 phụ nữ Việt Nam tại hiện trường. Nói với cảnh sát, họ cho biết mình là sinh viên đại học ở Đào Viên và đã bị bên môi giới tẩy não để tham gia vào hoạt động mại dâm. Lực lượng đặc nhiệm tuyên bố rằng những sinh viên này rất dễ bị tổn thương. Họ đã bị lừa tham gia hoạt động bán dâm với lời hứa về tiền học phí hoặc phí môi giới lao động.